Lama Bạch Qua Căng Chung Trì Tâm U Giới Bảo Đệ Tử Hành Theo Được Lợi Ích Đô Ti Giảm Bi Ma Căng Tây Vi Sâm Vi Sâm Ra Kha Na Tha Gia Ti Sa Ra Nê Na Sa Ha Ban Cha Si La Ni Gia Cha Ma Bạch Qua Đại Đức Tăng Chúng Con Xin Thọ Trì Tâm Quy Thần U Giới Nơi Tam Bảo Đề Văn Dự Hành Theo Cho Được Sự Lợi Ích Lần Thứ Nhì Tạch Giảm Bi Ma Văn Tê Quyên Bi Sơm Ra Kha Na Tạ Gia Ti Sê Ma Ban Chà Si La Ni Cha Ma Bạch Qua Đại Đức Tăng Chúng con xin thọ trì tâm quy dần u giới nơi tam bảo đề văn dự hành theo cho được ít lần thứ ba. Dạ, không có vị sư nào xuất hiện. Nhà nghiệp mình kính mời quý vị giới Ngọc Bình thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa mu Buddha Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa mu Buddha sa Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa mu Buddha sa Con đem thành kính làm lễ Đức Phật Hoa Đó Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng Được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ghi dạy Con đem lòng thành kính lễ Đức Phật Hoa Đó Ngài là bờ cả ra hăng cao Được khâm thầy chỉ dạy Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật Gia Ma Đo Ngài ở cả ra hăng thượng Được chân quả kiến tri Ngài chỉ và Bút Thọ Sa-răng Có Chà Mi Con lòng thành kính xin quy y Phật Thọ Măng Có Chà Mi Con đem hết lòng thành kính xin quy Phạm Khân Sa Ra Năng Gạch Trả Mi Con đem hết thành kính Sinh Quy Đồ Tì Giọng Bi Bụt Trả Mi Con đem hết lòng thành kính Sinh Quy Lần Thứ Nhì Con đem hết lòng thành kính Sinh Quy Thứ Nhì Được tỷ trí sẵn khăn ta ra năng Gọi cha mê Con đem hết lòng thành kính Sinh vi y tăng Lần thứ Tập tỷ giảm bi buộc thần ta ra năng Gọi cha mê Con đem hết lòng thành kính Sinh vi Phật lần thứ ba Tập tỷ giảm bi hổng măng ta ra năng Gọi cha mê Con đem hết lòng thành kính Sinh vi Phật lần thứ ba Tạch Địa Giảm Vi Sẵn Khăn Sa Đa Năng Gạch Chà Mi Con đem hết lòng thành kính Sinh Vi Y Tăng Lần thứ ba Bà Na Ti Ba Ta Vệ Ra Ma Ni Sức Khả Ba Đăng Sa Ma Di Gia Mi Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạp sanh A Đi Na Đa Na Vệ Ra Ma Ni Sức Khả Ba Đăng Sa Ma Di Gia Mi Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cả mê su mi cha cha ra. Vệ ra ma di sức khả đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa. Vệ ra ma di sức khả đăng sa ma di gia mi. Con xin văn giữ điều học cố ý tránh xa sự nói dối sura ra ya ma cha pa ma da tha na vệ ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi
Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự dậy vi uống rượu và ca chất sai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ hôm nay ngài Trí Đức bằng việc không có vào đạo tràng nên chúng con và trì vi giới với Đức Thế Tôn. Nếu ngài Liễu Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ ngài có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con không bạch ngài? Dạ nếu được thì ngài cho con một tín hiệu cho con xin nha. Cho con tín hiệu để con sám hối và ngài chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ ngài có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ con kính dâng bức đến ngài ạ. Dạ sa thứ con trí tính chi ơn ngài. Uất tam ang ghe na quạt đê hằng ba Dạ cảm ơn chị Meta. Phật tam ăn ghê vấn đề hằng thầm anh chân diệu được vị thân và răng thầm mê giờ khali tâu đổ sâu thầm mơ tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vi tho tam ăn sẵn khê vô khá lý tâu đâu sâu khâu mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai bậc tăng bạc là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sao thì dù tạo mấy lần, tự đẩy cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chứng tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho tiền não sớm yên trở mau giải thoát liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp phần nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn giải đại, nguyện sao đạo quả sớm riêng thành. Akasatha chapumatha đệ vanagamahitika vun nhân nô anumodan tu chi răng ra khanh tu sa sa năng. Akasatha chapumatha đệ vanagamahitika nhân nô anu mô đan tu chi răng đa khan tu nô ga ru akasatha cha pum ma tha đệ vana ga ma hệ thi ca
bốn nhang nô anh mô đan thì chỉ rằng là khăn tụ nha tài vô a ca sa tha cho phu hát tha đệ hoa na ga ma hịch thi ca bốn nhang nô anh mô đan thì chỉ rằng là khăn tụ ba ni nô a ca sa tha cho phu hát tha đệ hoa na ga ma hịch thi ca bốn nhang nô anh mô đan thì chỉ rằng là khăn tụ nô la chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai a chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha gia chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui chứng hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Năm một lần cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trần đạo ơi, cái trần đạo có trước mái không? Trần đạo có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú. Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo ạ. Kính lễ quý anh chị trong đạo, con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang bati katang cali angti warang ayah jatha sangti tha sat pa ra chap kha cha tika de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sat tham ma be rin bi na yang cha ka yang su tang pang dang a pi tham ma cham mang a ko ta yang to sa tu sak cha dang dang ba bo tha na ye ba ri sa yam ma che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày giờ chơn sang. Thuyết pháp hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hộ dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rủi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp ống ni tội mê, cầu được trí tri dạng toàn. Dạ, thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ, con kính gửi mít lại cho chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn thích trần đạo đã thay mặt đạo tràng cung thịnh pháp. Dạ, Nam Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh, và Nhật Quỳnh cũng kính mời đạo tràng có thể đặt những câu hỏi qua chat chat hoặc là đưa bàn tay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhận mít đến ngài ạ. Mô tát sa pha quá tô a ra hà tô sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sam ma sam bu tát sa.
Nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sam bơ tát sa. Nam mô bích thà gia kính bạch chư tổ ngài gia kính thưa chư cần sư nam vị sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bích thà gia. Dạ sa thú lành thai, con nghe âm thanh ngài rất rõ. Dạ đạo tràng có nghe âm thanh ngài được rõ không? Thì cho một tín hiệu ạ. Và vị nào có nghe nhỏ thì cũng cho biết để ngài có thể điều chỉnh âm thanh. Quý vị có thể nghe rõ ràng câu trả lời của ngài. Dạ, Nhật Bình kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Nguyên Trang, mến chào Trần Đạo và kính chào Phạm Vượng, cũng như kính chào tất cả anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Lâu lắm rồi Nguyên Trang không có vào đạo tràng, hôm nay Nguyên Trang vào đạo tràng, Nguyên Trang có thể làm thị giả cho ngài và có thể đặt một hai câu hỏi đầu tiên không Nguyên Trang, có được không Nguyên Trang? Lâu lắm rồi trốn học, lâu lắm rồi, bây giờ có thể làm rồi, té cái bụng rồi. Dạ Nam mô Phật Thầy giá, dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Rồi Nguyên Trang trở lại rồi, mời Nguyên Trang nghe. Nguyên Trang có thể làm thị giả cho ngài hoặc là đặt một hai câu hỏi đầu tiên đi Nguyên Trang, được không Nguyên Trang? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nam mô Phật Thầy giá, đang vận tay rồi hả? À vậy thôi. Dạ kính mời quý vị, kính mời anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng, quý vị có thể đưa bàn tay lên để đặt câu hỏi với ngài, hoặc là có thể chết chát thì Nhật Quỳnh xin phép đọc, và nếu Trần Đạo có thể chỉnh âm thanh được to to một chút thì Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo làm thị giả cho ngài. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ chưa có thấy câu hỏi trong đạo tràng, cũng như chưa có bàn tay, chưa có bàn tay, con xin hỏi ngài chỉ dạy cho con một điều, là con học câu pháp cú 115. Dạ cái duyên sự thì thường khi thì con nghe quý sư giảng duyên sự đó, thì do một người thiện nam mà nghèo, hai vợ chồng có một cái khố thôi, rồi đi nghe pháp ban ngày hoặc ban đêm gì đó thì đổi nhau có một cái khố thôi, nhưng cái đêm ngày đó thì cái người thiện nam đã đi nghe pháp và rất là hoan hỷ với thời pháp của Đức Thế Tôn, nên đã tranh thủ với cái tính của mình là keo kiệt tham lam. Lý do gì? Hai vợ chồng có một cái khố à, mà quan hỷ quá thì muốn dân cúng Đức Thế Tôn. Cuối cùng tới canh ba thì đã mới là tranh đấu được với cái tâm tư của mình để dân cúng cho ngài. Thì con nghe thường khi thì con nghe sư giảng như vậy, nhưng vừa rồi con cũng nghe một vị sư nói là cái duyên sự đó là không đúng, và cho như sau mấy trăm năm mới có cái câu chuyện đó. Cái thứ hai nữa là nói là nếu Đức Thế Tôn mà ngài là một bậc có trí tuệ, không thể nào nhận một cái y cuối cùng như vậy. Cái thứ ba nữa là nói là tại sao không có nghèo đến nỗi mà không có ai cho được một miếng vải để quấn hay sao, mà cái duyên sự đó là do chỉ là một cái y tròn thôi chứ không phải là cái khố. Dạ thì thấy nó có rất là nhiều cái điều khác biệt mà trước giờ con học. Cái thứ hai nữa đó thì con nghĩ là mình học pháp cú là đã kết tập tâm tạng, chứ không phải là sau mấy trăm năm mới có cái việc này. Con cung thỉnh ngài, ngài giải thích giùm cho con cái thắc mắc của con. Con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra kinh pháp cú thì có từ tại kết tập tâm tạng, nhưng mà những cái duyên sự là thuộc về cái phần của chú giải.
Đức Phật mà có nói những duyên sự thì Ngài chỉ nói tóm tắt thôi, còn sau này chú giải thêm thì cho nó ra thành câu chuyện. Thật sự ra mình học mình hiểu lầm ngay chỗ đó, cái chỗ mà thứ nhất là nó có một cái khổ, không phải cũng có đồ mặt đàng hoàng, những cái khổ đó đó, cái mình nói là cái áo tròn đó đó, là chỉ có một cái duy nhất để đi ra ngoài mặc để cho người ta thấy. Không phải ví dụ như mình nghèo mình cũng có đồ mặc rách rưới, nhưng mà ít nhất mình cũng có bộ đồ lành lặn để khi mình đi ra ngoài. Thành ra mà ông đi ra ngoài ông mặc cái đó, dĩ nhiên ông cho cái áo đó đi thì cũng còn đồ ở trong, chứ làm sao ở trần cái truồng được, cái sao thấy không đó. Thành ra ông ấy nhiều đồ tính để ông cho. Ông tin dân Đức Phật tại nó phát sanh do cái nghe ra là những lời dạy Đức Phật đối với người xung quanh thì ông mới phát sanh cái tư tưởng đó. Nhưng mà ông nghĩ là ngày mai ví dụ như mình nghĩ là phạm nhân mình ngày mai không biết bà xã bà đi rồi bà có cái gì mặc không. Đàn bà mà đã được ở hang này nó cũng kỳ, đàn ông thì không sao chứ đàn bà ở đâu cũng vậy. Nó cứ nghĩ tôi nghĩ tôi ha. Rốt cuộc rồi mới dâng được cho Đức Phật, thì Đức Phật chỉ không thấy chỗ nào nói Đức Phật nhận đó, nhưng mà chỉ xả thú với cái hành động đó. Rồi khi mà Đức Phật xả thú thì ông có thể là nghĩa là cái thị giả nào đó dâng tới tay Đức Phật chỉ chạm thôi, nhưng mà ông vua ở bên kế bên ông phát sanh tin là ông dâng cái này dâng cái nọ, ông sùng giống như trong truyền kể vậy đó ha. Thì mình nên hiểu cái này là mục đích là nói tới cái sự chiến thắng của cái tâm của cái vị Bà La Môn đó. Chứ không phải là nói tới cái chuyện đó. Mình chần chừ khi mình làm cái gì thường mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui để mình được cái đó, để đâu phải dễ. Biết là nói tới tam tư tứ tư này kia lùm xùm bao nhiêu chuyện để cho nó thành cái câu chuyện như vậy. Thì dĩ nhiên là sau này thí dụ chú giải thì họ cũng có tóm tắt cho họ viết, tóm tắt cho không có viết dài dòng toàn quốc. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt hay dịch ra tiếng Thái, tiếng Miến Điện thì cũng thêm tắt rồi này kia cho nó theo cái phong tục tộc quán của từng cái dân tộc đó. Thành ra nó có nhiều cái điểm nó là khác nhau, nhưng mà nếu coi trong Bali thì nó không có gì khác nhau bao nhiêu ha. Thành ra cái câu chuyện nó chỉ tóm vậy thôi, còn mình nói là không phải của Đức Phật này, cái đó là mình khoan họ nói. Bởi vì mình tính cái điều mà mình nghe trong ngày hôm nay đó, tôi gọi là 84.000 pháp môn hay 84.000 bài pháp đó, là nghe tiếng của Ngài Ananda. Ngài xác nhận cái đó trong cái thể ra cà thả. Không ai thời bây giờ đó, ngoại trừ những gì chư thiên thì chúng tôi không có rõ. Nhưng mà người sống cõi người này không ai có khả năng nghe từ miệng được cả. Mình nhớ chuyện đó, từ cái kim khẩu của Ngài cả. Bởi vì kim khẩu của Ngài chỉ cho những người thời đó. Thành ra sau khi kết tập tâm tạng nó đã có cái sự bất đồng, nghĩa là chia rẽ tăng từ cái thời đó đó. Tức là có cái vị đó gì không có vô, không được mời tham dự. Ngài trưởng lão hình như Bù Ra Ná hay gì chúng tôi nhớ không rõ đó. Thì Ngài Cà Sư Bà có nói là dạ, chúng tôi đã kết tập xong, nên hiện giả hoan hỷ. Thì cái vị đó mới trả lời là tôi chỉ tin về những cái gì chính lỗ tai tôi nghe từ miệng Đức, từ kim khẩu của Đức Phật mà thôi. Còn quý vị làm thì cái chuyện đó là cái chuyện của riêng quý vị, tôi không có dính vô. Sau này nghe nói cái gì đó có dẫn một mớ những người đi theo mình đó để lên miền Bắc để làm gì đó thì không có biết, hình như là cũng để trùng tụng lại những cái điều gì ông ta nghe thôi, chứ không phải là cả cái ta cả 45 năm như vậy. Thành ra nó đập đầu từ đầu nó ra có những đó rồi, giống như sự suy nghĩ của chúng ta bây giờ. Nhưng mà chúng ta học Phật thì những cái gì mà chúng ta chưa có khả năng thì khoan ha. Bởi vì Đức Phật nó nghe xong thì đừng có dội tin, mà cũng không dội bỏ, phải y và lực và y và pháp. Mình học không bao nhiêu pháp, mình học không bao nhiêu mà mình phê bình này phê bình cái nọ liên quan tới cái lời dạy của Đức Phật thì cái chuyện không có nên. Nam mô Bích Thầy á. Sa thú con thành kính tri ân Ngài. Dạ, cái mà cái khố hay là cái áo tròn thì cũng do cái lời dịch con đã hiểu rồi. Và nhưng mà cái quan trọng là cái con thắc mắc đó là những cái kinh pháp cú đã kết tâm tạng, kết tập tâm tạng bao nhiêu lần rồi, nhưng mà
do con nghe nói là cái câu chuyện nó sau mấy trăm năm khi Đức Thế Tôn Niết Bàn thì con thấy nó lạ quá, nên con hỏi ngài là bây giờ ngài trả lời con thì con đã hiểu được rồi. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay và có thể có những câu chết chát ạ. Dạ, mời. Dạ, mình không thể nêu đích danh, nhưng mà quý vị có thể đưa bàn tay lên và có thể có những câu chết chát thì Nhật Quỳnh xin đọc, và nếu Trần Đạo có thời gian thì Trần Đạo đọc cũng được ạ. Dạ, kính mời quý vị ạ. Dạ. Mến chào. Rồi, Sài Gòn mới vào đã chạy mất tiêu rồi. Dạ, không, cũng chưa có bàn tay, cũng chưa có câu chết chát. Con xin hỏi tiếp một câu nữa bạch ngài. Dạ, hôm con học câu Pháp Cú 195 đó ngài, thì con nghe ngài Trí Đức nói về 32 câu chuyện phiếm luận. Dạ, 32 câu phiếm luận mà Đức Phật đã dạy, thì con xin ngài giảng dạy rõ hơn ba cái 32 chuyện phiếm luận này là như thế nào. Tại vì con ngay thật sự cái đầu con nó không có được rõ ràng lắm là mình nói cái chuyện gì mà gọi là phiếm luận bạch ngài. Con nghe ngài Tri Đức giảng là nói về chuyện con đường đi hoặc trời mưa gió hoặc thế này hay khác. Dạ, con cung thỉnh ngài chân nhân dịp là không có những câu hỏi cũng như không có bàn tay, thì ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn, kính thưa chư quý vị. 32 cái lời nói mà nhiều ít thì con Thanh Tịnh Đạo có ghi rất rõ, không biết có ngày tại xem ngài dạy tới chưa. Nhưng mà hỏi bất tử thì chắc chúng tôi không có nhớ, chúng tôi đi nhớ tới đâu thì chúng tôi sẽ nói tới đó thôi. Chứ 32 chuyện thì thường là cái chuyện mà liên quan tới đức vua, liên quan tới chính quyền, liên quan tới cái này cái nọ, đó là nó có 32 điều tất cả. Nó nằm trong cái những cái nó gọi là trở ngại của những cái người mà tu tập, hay là trở ngại về những cái việc mình làm của mình không được chặt chẽ cho lắm. Thì trong Thanh Tịnh Đạo kể rất rõ ràng những chuyện liên quan tới chỗ cư trú có nhiều điều, liên quan tới bạn bè đồng hành thì có bao nhiêu, còn liên quan tới cái khẩu mình thì có bao nhiêu đó, thì khẩu là 32 chuyện không nên nói trong lúc mà thực hành vậy đó, và chỉ có 10 chuyện nên nói mà thôi. Thì cái 10 chuyện đó thì đại khái là nói về giới, nói về định, nói về phát triển đùm, thì cái đó là 10 chuyện, còn kia là 32 chuyện. Nhưng mà hỏi bất tử quá chúng tôi không nhớ được hai chuyện đấy. Bữa nào chúng tôi lật Thanh Tịnh Đạo rồi coi lại rồi chúng tôi sẽ nói nó rõ hơn, chứ còn bây giờ hỏi bất tử thì cũng không nhớ được. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con rất là tri ân ngài, lúc nào ngài cũng rõ ràng. Dạ, con rất là tri ân cái sự rõ ràng của ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Sài Gòn ơi, bữa nay Sài Gòn cứu Nhật Quỳnh đi, nãy giờ Nhật Quỳnh đặt mấy câu hỏi rồi. Dạ, cảm ơn bà đi dịch tiết. Dạ, kính ngài giảng dạy sự khác biệt giữa cái biết của tưởng, thức và tri. Dạ, con kính nhân mến đến ngài năm hai giá. Nam Mô Bồ Tát Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự tưởng tri thức và trí tri, tại tri đó. Thường thường ta nói tại tri chứ không ai nói trí tri đó. Nó có 4-5 chuyện để nói đó, nhưng mà thường thường mình nên hiểu là cái tưởng tri là sự nhận thức thuộc phạm vi của tưởng, tức là tâm sở tưởng đó. Còn thức tri là sự nhận biết thuộc phạm vi của thức. Còn trí hay tuệ tri đó là thuộc phạm vi của trí tuệ.
thì cái tưởng tri đó, thứ nhất là cái tưởng tri đó là nhận thức phạm vi của tưởng là như thế nào. Đây là sự nhận thức theo cái các nhà chú giải thì là sự kém cỏi nhất trong ba loại nhận thức. Đó. Nhận thức của tưởng đó là thấp nhất, cái nhận thức của thức rồi trung bình, rồi nhận thức của tuệ là cao nhất. Thì sự nhận biết của tưởng đó, thí dụ như là mình nó phải qua một cái hiện tượng hay cái dấu hiệu. Ví dụ mình đã từng nghe, từng nghe, ngửi, nếm gì đó. Rồi sau này đó mình sẽ nhận ra khi mà mình có sự xúc chạm với những cái đó. Ví dụ như là đứa bé nó nhận đồng tiền mà trước đây nó chưa từng thấy. Nhưng mà công dụng, trước đây nó đã từng thấy thì nó nhận ra cái đó là tiền. Nhưng mà công dụng của tiền như thế nào, đồng tiền có lợi ích như thế nào thì nó không biết. Thì cũng vậy, tưởng tri cũng vậy, chỉ biết qua một cái điều kiện nào đó thôi. Đó. Thành ra cũng giống như mình thường thường mình tưởng tri đó là mình đi đâu đó mình thấy sợi dây cái mình tưởng nó giống con rắn, cái mình nghĩ là con rắn. Con rắn nhưng mà thật sự nó chỉ là sợi dây là thôi, nó chứ không có cái gì khác hết. Còn thức tri là trạng thái thông thường mà thường mình hay đó. Thì nếu là cái chuyện biết này nó cao hơn tưởng thì nó nhận biết được đối tượng và nó biết được cái đặc tính của cái đó, thí dụ như vô thường hay khổ. Nhưng mà cái chữ biết đó nó không thể thể nhập vào cái đặc tính đặc tướng đó được. Thí dụ như mà chúng ta là người học hỏi và kinh điển, chúng ta có thể nhận thức làm thế nào để hiển lộ thánh đạo, nhưng mà chúng ta không thể nào hiển lộ được nó. Tệ tri là gì? Bà cha na tị. Trí tri là gì? Tức là hiểu biết của trí. Trí hiểu rõ đối tượng và có khả năng làm hiểu hiển lộ cái đối tượng đó theo thực tính của nó được. Ví dụ như mình sanh thì vô minh diệt, thành ra khi trí có đầy đủ sức mạnh thì nó diệt trừ vô minh, mà khi mà diệt trừ được vô minh thì nó là có thể làm hiển lộ được thánh đạo. Thành ra cái đó là nó thuộc phạm vi của cái người mà có nhiều kinh nghiệm và có nhiều cái pháp hành pháp học trở lên. Thế còn chúng ta thì rất là khó khăn trong những cái chuyện như vậy. Thành ra chúng tôi chỉ tóm tắt và khác biệt về tưởng tri, thức tri và tệ tri là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa chúng con hành kính đại ân, ngài đã trả lời câu hỏi các bác sĩ giật tí và con cũng đã thấy ngài đã sa bác sĩ giật tí nói hai giá và một lần nữa nhục bình bằng tay quý vị ạ. Trần đạo ơi, Trần đạo có câu mời Trần đạo đưa bằng đạo và chị mấy ta anh chị phân nào nguyên tưởng và kính mời bạn tha giá Sài Gòn đã mất tiêu rồi Sài Gòn. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Bất tha giá Nam Mô Tham Ma giá Nam Mô Sang Kha giá. Bạch ngài cho con có một câu hỏi. Bạch ngài, nếu trong cái đời sống mình mà mình không có tu tập á thì cả đời mình phải luôn chạy theo cái vọng tưởng hay không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca trên bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Những gì mình lăn lộn theo trời đời như thế nào thì mình chỉ lăn lộn theo nó mà thôi. Chứ còn nếu mình nói mình muốn tránh ra thì mình phải học hỏi để biết nhân quả nhân duyên, mình phải tu tập theo những cái điều kiện nào mà có thể có được như vậy đó thì nó mới giúp mình bớt được cái đó. Chứ còn nếu không đó thì mình cứ lăn lộn theo đời, lăn lộn thôi. Rồi mình học một mới kiến thức của đời như vậy. Mà khi biết mới kiến thức của đời thì cái đó nó có thể nó giúp mình trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó không có giúp mình được cái những cái điều mà cao thượng hơn. Ví dụ như là
tìm được sự an vui, an lạc trong cái đời sống hàng ngày được. Đó. Mà muốn tìm cái đó thì mình phải có một số cái điều kiện. Mình là Phật tử thì cái điều kiện đó được dạy trong kinh điển thì mình phải học hành theo. Chứ còn nếu mà mình không thì nó rất là nguy hiểm. Giống như câu hỏi vậy đó, mình luôn luôn chạy theo những cái gì mà cái tiền lệ ở bên ngoài. Mình muốn thì phải học hỏi tới thực hành, thực tập đàng hoàng học, mà không thực hành thì vẫn theo chiều quay quần cuốn hút của gió, chứ không phải ấy đâu. Còn cái câu hỏi hồi nãy của cô Như Quỳnh, chúng tôi tìm thấy trong Bali Thanh Đạo rồi. Rồi chúng tôi nó có 32 chuyện gọi là tỷ rách trả ná cà thả. Tỷ rách trả ná cà thả thì 32 cái chuyện này mà khi mình nói tức là nó giúp cho mình đi ngang. Đi ngang là ngang sao? Tức là đi ngang cái đạo quả đó. Cái thứ nhất gọi là ra trá cà thả, tức là nói liên quan tới vua, gia đình vua, hay là ông nào con trai công hoàng tử công chúa gì đó, là nói chuyện liên quan tới ra trá cà thả. Cái thứ hai là chô rá cà thả, tức là nói chuyện ăn trộm ăn cướp đó, liên quan tới ăn trộm ăn cướp. Cái thứ ba là ma hả mất thả cà thả, tức là hướng nói những rừng người mà trong cái mình dịch cái danh từ đó bây giờ là trong cái nội các á, ví dụ nội các ông đó này ông kia sao sao đó. Cái thứ ba là sẽ na cà thả, cái nói liên quan tới thả hạ ra, tức là quân đội đó, quân đội hay là cảnh sát rồi này kia không sao. Rồi phá giá cà thả, tức là nói cái sự nguy hiểm, cái chuyện ăn thua này nọ nguy hiểm mình kem chùm đó. Rồi vút thá cà thả, tức là nói với những chiến thuật chiến lược gì. Còn anh ná cà thả, tức là thứ bảy đó, tức là nói về chuyện về vật thực ăn uống, rồi ca gạo ngon, gạo thơm, gạo gì em chùm đó. Cái thứ tám là ba ná cả, tức là nói liên quan tới nước nước uống hay là gì đó ha, hoặc rượu rồi đó. Cái thứ chín là quách thả cơ thả, tức là nói liên quan tới chuyện quần áo rồi này kia ha. Cái thứ mười là xả cho ná cơ thả, nghĩa là nói tới chuyện thức ngủ ăn ngủ này kia đó ha. Chuyện ngủ nghỉ, chuyện ngủ nghỉ. Cái thứ mười là ma la cà thả, nói cái liên quan tới những cái hình thức hay là những cái cách trồng cây trồng kiển rồi đó, mình gọi là gì, bonsai gì đó. Rồi cái thứ mười hai khanh thá cà thả, nói tới những cái mùi hương đồ này kia của gì đó. Rồi cái thứ 13 là giáp tỷ ca thả, nói tới cái thân nhân thân bằng quyến thuộc, chuyện của thân nhân thân bằng quyến thuộc. Cái thứ 14 là gia ná ca thả, tức là nói tới chuyện tào lao ngồi lê đôi mắt gì đó. Gia ná tức là hay là phương tiện này phương tiện nọ đó. Cái thứ 15 kha má cà thả, tôi nói tới những làng xã cái bên cạnh mình, làng này có gì, làng kia xã kia có gì đó. Rồi ní khôm má cà thả, tức là nói tới quần hạt quần hiếp cái cao lên chút. Rồi ná khôn cà thả, tức là nói tới tính thành rồi này kia. 18 là chá ná bà thả cà thả, tức là nói chuyện liên quan tới xóm làng gì tùm lum xung quanh mình đó. Rồi thứ 19 là yệt thị cà thả, tức là nói liên quan tới người nữ. Thứ 20 là bù rí xạ cà thả, tức là nói chuyện liên quan tới đàn ông con trai.
là tới 21 là sụ rác cà thả, tức là nói tới sự dũng mãnh hào hùng của ai đó ha. Cái thứ 22 tức là quý sĩ khả cà thả, tức là nói tới đường xá này kia ông trùng hay là gì gì là những đời sống liên quan tới đường đi lướt xuống xung quanh mình đó. Cái thứ 23 là cùng phá thả ná cà thả, nói tới bến tàu bến ghe chò đậu gì ông trùng. Thứ 24 là bột phá đề tạ cà thả, tức là nói tới xác sộp gì ông trùng hay là cái gì mà liên quan tới cái nhóm nào đó, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện hồi xưa rồi chứ không phải chuyện bây giờ. Thì na nách thả cà thả tức là 25 đó, nghĩa là nói tùm lum, cái này là nói tùm lum chẳng có một việc đứng thì chuyện đầu đuôi gì hết đó, bà đâu nói đó. Thứ 26 tức là lô cột khi giá cà thả, tức là nói của cái những người mà liên quan tới chuyện là tạo thế giới rồi này kia ông trùm, cái người mà kêu mà đứng đầu thế giới gì ông trùm này, ông trùm thì chúng tôi dịch tiếng Hào cho nó rõ. 27 là xà một thắt khỉ giá cà thả, tức là nói chuyện biển chuyện gì ông trùm đó ha. Rồi tới 28 là ý tỷ pha quá cà thả, nghĩa là nói tới từ cái điều mà phát triển và cái điều là đang suy đồi này kia, giống như mình thường thường hay nói hồi thời cách đây mấy năm thì Phật giáo còn đỡ, bây giờ suy đồi này kia trùm là chuyện không liên quan tới ai hết. Cái 29 là a ranh giá cà thả, nói chuyện về rừng. 30 là bột phá tạ cà thả, tức là nói về núi non, rừng rồi giờ núi non. Rồi thứ 31 là na thi cà thả, tức là nói tới sông ngòi. Rồi tới 32 là thi bạ cà thả, tức là nói tới đảo đi hết gì ông trùm đó. Đó là 32 điều mà được gọi là tỷ trách xả ná cà thả, lời nói không mang lại lợi ích mà lời nói làm cho mình đi xa những cái điều hay lẽ phải của Đức Thế Tôn đã dạy. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ đã giảng dạy thêm về 32 cái điều nói không lợi ích nha, con rất là tri ân ngài. Dạ nếu mà nói theo như lời ngài dạy thì tụi con nói gì ra cũng dưới hết phải không bạch ngài? Người cư sĩ chúng con nói gì ra vậy là ít nói là tốt hơn hết phải không ngài? Dạ chứ còn nói gì ra con thấy nó cũng dướng hết, nhà nó cũng dướng nói là những lời vô ích. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Dạ Nhục Bình, kính mời đạo tràng kính chào huynh kinh. Vừa vào đạo tràng huynh kinh chuẩn bị ngàn, nãy giờ là Nhục Bình kêu cứu quá chừng rồi đó huynh ơi, nên huynh chuẩn bị khi nào mà được thì mời bàn tay của huynh nghe huynh kinh. Huynh kinh có nghe được âm thanh Nhục Bình không? Dạ Quỳnh nói to có nghe không? Nghe hả? Dạ cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bích Thai á. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời bàn tay quý vị ạ. Trần Đạo còn câu hỏi không? Trần Đạo ơi còn câu hỏi không? Dạ ta xích phẩm vượng Nguyên Trang rồi anh chị Phan Quang Liêm. Dạ kính mong đạo tràng cho những câu hỏi để cho Nhật Quỳnh học hỏi ạ. Quý vị hỏi thì Nhật Quỳnh học được rất là nhiều và nên là cảm ơn trước những câu hỏi của quý vị ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. À con hỏi câu này chắc con sợ phạm vô trong 32 hai câu chuyện phím lực quá, nhưng mà giờ không có ai hỏi hết mà huynh kinh vừa vào và con kêu huynh kinh hỏi liền thì con cũng bị rầy, nên xin ngài chỉ dạy cho con. Mà là con thường người ta nói cái câu ở ngoài đời á là mình hãy tu thì hãy lánh ác làm lành, mà con không có coi như là con không có
con biết thế nào là lánh ác mà thế nào là làm lành. Dạ, thì con nghe một vị giảng là như vậy đó, là mình tu tập thì mình phải lánh ác làm lành. Con không hiểu là mình làm cái gì là ác mà mình làm gì lành. Dạ, con cũng thỉnh ngày ngày chỉ cho con. Ô, thấy được cái câu hỏi của Sài Gòn rồi. Làm lành lánh ác là, nhưng mà bởi như Quỳnh nghe rõ ràng, như Quỳnh ghi sổ đàng hoàng Quỳnh ơi. Dạ, dạ, để thôi tại nghe thôi giờ nhờ con xin gác câu hỏi con lại. Dạ, con đọc câu hỏi của bà Đi Chánh Thác trước rồi đọc câu hỏi kinh Sài Gòn của Quỳnh. Mời bàn tay Sài Gòn cầm mic ha. Ô, Hoàng Anh Sài Gòn, Sài Gòn bớt cái câu của bà Đi Chánh Thác ha. Ồ, cảm ơn con. Dạ, nó mời bức hai giá. Dạ, con xin đọc ạ. Dạ, thưa ngài, con được biết Đức Phật nhập Niết Bàn sau khi xuất khỏi tứ thiền và có chỗ giải thích khác nhau. Kính xin ngài giải thích việc Đức Phật nhập Niết Bàn ở tứ thiền có ý nghĩa gì? Dạ, dạ cảm ơn Sài Gòn. Tại Nhật Quỳnh mắt nhìn vào cái Nhật Quỳnh viết trong sổ đó nên không thấy. Dạ cảm ơn Sài Gòn. Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ thưa ngài, con được biết Đức Phật nhập Niết Bàn sau khi xuất khỏi tứ thiền và chỗ giải thích khác nhau. Xin ngài giải thích việc Đức Phật nhập Niết Bàn ở tứ thiền có ý nghĩa gì? Nam mô Bích Tha Giá và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch cầu ngài và kính thưa chư quý vị. Đức Phật không có nhập Niết Bàn ở tứ thiền. Ngài bắt đầu ngài nhập vào thiền là từ thấp lên tới maximum, tức là lên tới phi tưởng rồi ngài đi xuống trở lại. Rồi ngài lên tới tứ thiền là nói theo Chatukanaya, tức là nói theo thiền bốn chi á. Thiền có hai cách nói, thứ nhất là thiền bốn tứ thiền tức là Chatukanaya, thứ hai là nói theo thiền năm chi là Panchakanaya ha. Mà cái đó thì khi ngài xuất thiền, rước ra khỏi tứ thiền là ngài Niết Bàn liền đó. Một số giải thích là giải thích là nghĩa là ngài không có dính vào sách mà cũng có dính vào cái không sách, tức là mình nói là bởi vì tứ thiền là cõi sắc giới mà qua khỏi tứ thiền để lên vô sắc giới đó, thì ngài lại vô lên lại xuống rồi lên trở lại tới chỗ đó là ngài xuất ra khỏi tứ thiền rồi ngài Niết Bàn. Nghĩa là không có phải Niết Bàn ở cõi sắc giới, cũng không phải Niết Bàn ở cõi vô sắc. Đó là lời giải thích của các chú giải giải thích vậy. Còn mình thì chúng tôi không có ý kiến, bởi chúng tôi rất là nghĩa là những cái gì mà liên quan tới bậc thánh thì không có dám bàn. Nghĩa thì đọc chú giải để cho biết là thôi, chứ không dám bàn. Đa số bàn là nó bàn ra chứ không có lý nghĩa gì hết. Nam mô Bích Thầy dạ. Rồi trả lời cô hồi nãy luôn, cô Nhật Bình làm lành lên dữ hay lên ác gì đó, mình cứ nhớ vậy thôi. Ở đời mình chỉ có hai việc thôi, thứ nhất là cái tâm mình ở trong một trong 12 tâm bất thiện tức là ác, mà nó ở trong một trong 8 tâm thiện tức là lành. Thành ra luôn luôn là làm gì cũng phải làm với cái tâm thiện, có cái sự từ bi hỷ xả trong đó, thì cái đó gọi là làm lành. Nhưng mà khi nào mình nghĩ tới cái gì mà là tham sân si mình phát sanh là phải, nghĩa là làm thế nào để rời khỏi cái sự suy nghĩ đó. Nó thành ra gọi là lánh ác, tức là không để cho cái ác nó xâm nhập vào thân khẩu ý của mình. Làm thế nào luôn luôn mình ở trong thân khẩu ý, trong cái thiện pháp hết, thì gọi là làm lành lánh ác hay lánh dữ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thủ lành thai. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ con bây giờ cũng không thấy câu chết chát, cũng không thấy bàn tay. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Quỳnh Kinh ạ. Nam mô Bích Tha giá cứu Nhật Quỳnh đi Quỳnh Kinh. Nhật Quỳnh hết giống rồi Quỳnh ơi. Dạ kính mời Quỳnh nghe. Nè, mô Bích Tha giá, alo, 1, 2, 3, ok, dạ, kính lễ,
Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chào tất cả quý vị. Thì nghe cô Nhật Quỳnh nói tập lánh lánh ác làm lành, rồi ghi cô biết là cô lánh lành cô làm ác, cô đọc không rõ đi lánh lành làm ác rồi mới chết. Thì sẵn sẵn cái vụ mà lành ác này, thì theo như ngoài đời thường thì ta hay nói mình làm lành, nhưng mà nhiều khi gặp những cái trường hợp mà những người nó ác quá, những gặp những cái thằng mà chiến qua dân đúng đánh đập vợ con qua, bây giờ mình đứng mình nếu mình nói mình làm lành mình không làm ác thì mình để cho mình đứng mình nhìn cái cảnh đó thì như vậy mình có phải là mình làm lành hay không, hay là mình vô mình đập cho nó một trận rồi xong mình mới cứu người ta mình mới là làm lành. Thì trong vấn đề này con cũng tỉnh sư giải thích về hai cảnh lành ác trong cái trường hợp như vậy. Dạ con cũng tỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Quỳnh lặp lại câu hỏi, ở ngoài nó không mới làm gì ồn quá, nghe được tiếng còn á, lặp lại dùng Nam mô Bụt Thầy. Dạ thì trong cái vấn đề mà cô Nhật Quỳnh nói về làm lành lánh ác đó thôi, thì có những cái trường hợp ở đời này nó có nhiều cái mà chúng ta thấy. Mình chứng kiến tới tận mắt mình những cái cảnh mà người ta hà hiếp dân chúng, đánh đập dân chúng, hoặc là vợ đã bị chồng đánh vân vân. Thì giờ mình nói mình làm lành, mình lánh ác. Rồi giờ, thì giờ mình thấy cái cảnh đó mình làm lành, tức là mình không xía vô chuyện đó, thì như vậy mình có phải là mình làm lành không chứ? Hay là mình vô mình nện cho thằng đó một trận, mình đập cho nó một trận, mình cứu người kia, thì như vậy coi như là mình cũng có làm lành hay không? Dạ, vấn đề này nó có cái hai cái mặt là trong cái sự việc như vậy, thì theo như sư thì mình phải nên làm như thế nào mới gọi thật sự là làm lành và lánh ác được chưa? Con cũng tỉnh chưa? Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền dạ kính thưa chư quý vị. Đứng trước trường hợp đó, đầu tiên nó tâm mình nó phải có một cái trạng thái. Nếu mình quan sát được nó là không hay, ví dụ như mình nói mình chửi cái thằng cha nó đang hành hề vợ nó, hay là chửi cái bà mà nó đang kiếm chuyện với chồng nó, thì cái đó là ác đó rồi. Cái thứ hai mình phải biết cái phương tiện nào để giúp để mình vô mình nói, để cho dùng cái lời nói, nghĩa là với cái tâm từ, hay là cái sự mong muốn để cho cái chuyện đó nó đừng xảy ra. Nếu mình có khả năng thì làm cái đó cũng được, còn nếu không có khả năng thì mình nên bỏ đi, và làm sao giữ cái tâm mình cho đừng có nằm ở trong cái chỗ đó chứ, thấy không? Mình chỉ đối trị bằng cách bỏ đi, hay là đối trị bằng cách là làm cái gì đó để cho cái tâm mình nó có đối tượng khác hơn là cái chuyện nó đang xảy ra ở đó. Bởi vì mỗi cái trường hợp nó có một cái nhân duyên khác nhau. Mình đứng đó không rõ nhân duyên, thường thì mình đang thường là giống như tôi nói thường thường đó, trong người mình nó hai cái ông bự chân dần ở đó, là một là ông thẩm phán, hai là ông kiến trúc sư. Ông thẩm phán mình nhìn ta cái là mình nói cái này trúng, cái này thật, cái kia đấy là cái đó là ông thẩm phán đó là thật đất. Thứ hai kiến trúc sư là mình vẽ ra nếu mình ở trong trường hợp đó nó phải vậy rồi này kem chồng chuyện nó không ăn thua gì, thì mình vẽ ra mình tưởng mình kiến trúc sư thì cái đó không có nên. Thì cái chuyện nếu mình biết được cái điều kiện của cái chuyện đó nó xảy ra thế nào mà có thể can gián được thì nên làm, còn nếu không thì nên bỏ đi chứ không nên dính vô. Bởi dính vô trước sau mà mình cũng sưng mặt chứ làm sao mà nói sưng được, thấy không? Đó là nó có những cái chuyện nghĩa là rất là khó. Ngay cái chư tăng thì Đức Phật dạy như thế nào, nếu mà không nói được cái lời đúng theo chánh pháp nên giữ im lặng như bậc thánh. Mà chỉ giữ im lặng trong bậc thánh này không phải là mình làm như bậc thánh, không phải giữ im lặng như bậc thánh đó. Tại sao im lặng? Bậc thánh khi im lặng họ làm gì? Họ nhập thiền, tức là cái tâm họ ở trong cái đối tượng của thiền thôi. mình tưởng đâu giữ im lặng như bậc thánh nó dễ, nó không có dễ. Thành ra cái sự giữ im lặng của mình làm thế nào để có cái từ tâm trong đó thì cái tâm mình nó không bị dao động. Còn cái những chuyện gì mỗi trường hợp thì theo một cái sự hiểu biết mình trong cái điều kiện đó như thế nào thì mình mới ra tay cứu độ chúng sanh thôi, chứ còn không là mình ra tay rồi mình đi đoạn tổ nó uống. Nam mô Bụt Thầy. Dạ xa thứ xa thứ. Dạ kính đời tình lỗi xong.
À, giờ cái trường hợp như vậy thì rất là khó xử. Nhưng mà giờ trường hợp trong room mình nè, à, con xin hỏi từ trường hợp trong cái room này, à, có người vô đây rồi bắt đầu lên rồi nói tùm lum tà la, để mà làm chứng tỏ mình là người hiểu biết vân vân vân, có những người ta làm như vậy. Thì giờ mình lên mình dập người đó, mình đuổi người đó xuống không cho người ta nói được, thì như vậy mình có phải mà mình làm đúng pháp không sư? Mà ngăn chặn cái sự mà nói mà không hợp thời, ngăn chặn cái sự mà lên nói sai pháp vân vân, thì mình làm như vậy có hợp hay không? Là mình ngồi mình im lặng, mình giữ im lặng theo như sư nói, và con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Là nhớ Đức Phật khuyên khuyên chúng ta là làm gì cũng phải để nhìn trước nhìn sau. Không? Một trường hợp đó đó, nếu mà huynh có thể nói để người ta bỏ cái việc mà người ta làm đó, thì nên nói. Không? Còn nếu mà mình không thể nói được á, thì mình phải im lặng thôi. Nhưng mà cái sự im lặng mình là mình phải làm sao để cái sự im lặng của mình á nó vẫn là thiện pháp, chứ mà còn nếu không là mình dính vô cái chuyện mà nghĩa là rùm beng dễ lắm, cái tâm mình nó dính vô dễ lắm. Thành ra nếu mà cảm thấy có thể là giải làm như một cái người mà trọng tài đó mà được á, thì mới làm, còn nếu không được thì thôi. Giống như cái còn cái câu mà chị này giờ ta trước khi nói gì lưỡi 7 8 lần rồi, thì giống như là mình cà lâm, một là mình cà lâm, hai là mình mình cắn 7 lần, thì lúc đó không phải cà lâm nữa, mà lúc đó là chắc nói cái tiếng gì nguy hiểm lắm, nên là tôi cũng không có rõ. Nhưng mà cái gì là mình, nếu mình cảm thấy mình có thể mình dàn xếp một cách yên tâm nè, cứ làm bớt sự quán thì giữa những cái điều đó thì nên, còn không nên thì nên giữ im lặng, nên giữ im lặng. Mà chỉ sợ mình giữ im lặng với cái tâm đó, mình giữ im lặng mà cái tâm mình nói tại trong room này đó, chứ không ở ngoài là coi chừng này kêu sùng này kêu sùng này cái đó, thì mình giữ im lặng, phải dùng giữ im lặng mà cái tâm mình là cái ác pháp thì mình nên. Mình nên nhớ là có 10 cái thập ác nghiệp đó, 10 cái chuyện đó đó, chúng sanh dính hoài trong đó, không không dính trong khẩu ác nghiệp thì cũng dính trong thân ác nghiệp, mà hoặc là ý ác nghiệp đó. Bởi ý ác nghiệp đó ha, quý vị thấy không, tham sân với tà kiến trước sau gì mình cũng dính hết đó. Thành ra mình làm thế nào để mình cái sự suy nghĩ của mình nó phải phải là thiện pháp, có thể nó có sự từ tâm đối với cái chúng sanh đó, nhưng ít nhất cái đó phải là thiện pháp, thì cái đó mình mới 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 có lợi. Chứ còn mà khi nào mình cái tâm mình mà nó có ác pháp là mình là nô lệ của cái ác pháp rồi, là rất là mình lỗ vốn, nhưng có đường nào tránh xa khỏi đó. Người đời nói chủ nhân mình là chủ nhân cái nghiệp mình, nói cái đó là nó ngược, mình là nô lệ cái nghiệp của mình. Nghiệp tốt thì mình đánh chút, mà nghiệp xấu là mình thì chết, chứ làm sao mình là chủ nó được. Nếu mà là nhân của nó thì khi nó cho quả biểu thôi, đừng 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 có cho quả, phải không? Nam mô Bụt Thầy. À, xa thứ xa thứ, à, kính thưa thượng tọa Lưu Tâm, à, những vấn đề cần phải giải quyết bằng tâm tư. Để trả lời cái vấn đề mà nãy sư nói, có người hỏi về Đức Phật nhập tứ thiền đó sư, rồi xuất ra là nhập niết bàn như sư nói. Thì con có đọc một số hồi xưa không nhớ mà mãi, là hình như là có một số chú giải người ta nói rằng khi Đức Phật nhập lên tất cả các tầng thiền như vậy, ngài trời nhập sơ nhị tam tứ rồi lo phi tưởng, rồi ngài trở về nhập tới tứ thiền xả thiền nhập niết bàn, thì cái mục đích người ta nói là cái đó mục đích của Đức Phật là giống như là để cho ngoại đạo biết là đạo Phật vẫn có thể là có những cái tầng thiền từ sơ, từ thấp nhất cho đến cao nhất. Thì những cái điều này có phải thật sự là như vậy không sư, hay là như thế nào? Dạ, con cùng đỉnh sư Quan Hỷ mình giải thích để cho Phật tử được hiểu rõ. Dạ, mời Phật. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Cái đó chúng tôi không có rõ, bởi vì chúng tôi cũng đọc nhiều cái lời giải thích lắm.
Nhưng mà chị nhiều khi có ai hỏi chị trả lời một hai cái lời giải thích mà nó đối là mình có thể chấp nhận được, bởi vì theo một số cái điều kiện về Phật pháp. Chứ còn cái này bởi vì đó chánh tạng thì không ai chúng tôi nói nãy đó là chúng ta ở đây không ai trực tiếp chánh tạng đó. Mà khi mà kết tập tâm tạng thì bắt đầu xuất hiện một số cái điều hiểu lầm, thành ra mới có chú giải bắt đầu từ đó, nghĩa là có liền từ đó. Trong thầy nói đó là chúng ta nói chú giải mà của các bậc khác đó, nhưng mà cái loại chú giải mà được chú giải nói gọi là Maha Tathagata đại chú giải đó, thì cái đó chính Đức Phật giải thích, thì cái đó ít lắm, cái đó ít lắm. Chính Đức Phật giải thích, nếu mình đọc được cái đó thì bảo đảm nó đúng, không có gì sai. Nhưng mà Ngài giải thích thì Ngài giải thích cho những cái bậc hồi xưa là thứ thiệt, ta nghe ta hiểu. Còn mình bây giờ mình nghe không hiểu, thành ra mới có chú giải. Sao giải thích cái lời đó, rồi sao chú giải có tới giải thích thêm một bậc nữa, rồi sao sớ giải không có, rồi tới là gọi là trời giá quà đá, tức là lời giải thích của các tổ. Vậy nên nhớ cái đó, lời thích tổ. Thì đa số mình được đọc những cái đó là lời giải thích các tổ đó. Ngay học gì pháp cũng có những cái trở ngại rất là lớn. Một số cái vị mà giỏi của Miến Điện hay của Thái Lan đó, người ta nói là cái lộ sinh đầu tiên của mình đó, cái động tác của cái lộ tái tục đó, nó chỉ có 5 động tác thôi. Nhưng mà có một cái vị mà nghe nói là rất là giỏi về diệu pháp của Miến Điện, họ là nó 7 đồng. Nhưng mà không ai quyết định ai trúng được cái đó. Mình đã có những số sách vở theo 5 động tác gọi là Ni Canh Tị Cả Lô Cả Châu Án Á đó, tức là cái lỗ đầu tiên của có chúng sanh mà tái tục đó, 5 động tác. Nhưng mà cũng có một vài vị mà thứ thiệt, được gọi là thứ thiệt, được thế giới gì pháp công nhận đó, thì họ là nó 7 đó. Nên bây giờ hỏi cái nào người nào trúng là trúng, không ai dám giải thích người nào sai người nào trúng hết đó. Thì trong cái trường hợp này cũng giống vậy đó. Trong trường hợp huynh hỏi thì cũng giống vậy đó. Nghĩa là ngày đi xuống giải tới 20 mấy triệu lần đó, chứ không phải là ít. Nghĩa là nhập sơ tiền nhi tiền lên xuống đó. Nhưng mà lần cuối cùng là ra khỏi tiền là nhập Niết Bàn, trong thời gian khoảng giữa hai cái đó thì cũng có nhiều cái sự giải thích khác nhau, nhưng mà chúng tôi không có dám bàn sâu là vậy đó. Thì quý vị nào ấy thì cái tìm những cái đó liên quan tới cái bài kinh nghe nói sau này đó, chú giải bài kinh Đại Bát Niết Bàn của có cư sĩ Nguyễn Nhân Ngân dịch đó, quý vị tìm đọc thì thấy một số điều để mình có thể mình biết nha, có thể mình biết. Chứ còn đi hỏi mấy cái đó thì thật sự bây giờ kiếm cái ngày mà Mi Liên Đá nó khó hơn là cái kiếm cái ông Mi Lăng Đá này, là hai cái nó khác nhau. Nó tìm được ông đó mới ra gọi, nhưng mà bây giờ khó tìm rồi, thành ra miễn nói thêm. Nam Mô Bích Thái Dạ. Dạ, xa thôi, dạ, kính gần được là lúc đông. Để trả lại cái vấn đề mà làm thiện đó thôi, thì như chúng ta được biết, học biết là khi làm thiện nó có hai vấn đề, một là ly trí, hai là hợp trí. Thì bây giờ trong cái vấn đề mà hợp trí này đó thôi, khi mà mình muốn có hợp trí thì theo cái nguyên nhân gần của nó là cần phải cái sự khéo tác ý. Thì bây giờ theo như cái vấn đề này thì khi mà một người tín đồ xứ bây giờ chẳng hạn như người ta quan sát hơi thở vào hơi thở ra, người ta lại làm thế nào để mà cho có thể mà sanh được cái tâm thiện hợp trí ngay cái lúc quan sát đó. Tức là khi mình quan sát hơi thở mình biết vào biết ra thì biết thì đương nhiên là biết, nhưng mà làm sao biết với trí tuệ thì phải tác ý như thế nào. Dạ, con cùng tỉnh sư quan nghĩ cái chi tiết mà thật mà sâu sắc cái chân này để cho chúng con được nắm được. Dạ, cùng tỉnh sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, quý vị nên nhớ đó, lúc đầu tiên đó mình thấy cái chư pháp nói là Atabi Sambacchano Satima đó. Atabi tức là tinh cần, tinh tấn. Nó tới 4 chuyện đó. Mình phải làm xong 4 cái chuyện đó rồi đó, thì lúc đó cái tâm mình lúc nào là tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện có nó thêm cái nữa là
sati, nó sati ma đó, thì lúc đó là tâm thiện chắc chắn là 100%, nhưng mà trí hợp trí thì cái chuyện đó phải chờ, chờ cho tới khi nào lên nhiều bậc lắm chứ không phải một bậc, ngang nhiều bậc. Trong chú giải thích có nhiều cái là mình nghĩ là mình nói qua nói chứ mình giờ mình hành có bao lâu rồi chắc cái quả chờ kiếp sau chứ không phải chờ kiếp này. Bởi vì cái quan trọng nhất trong cái hành thiền tứ niệm xứ mà để có thể đi 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 tới nơi, không phải tới nơi là tới đạo quả, tới nơi tức là thực sự mà biết tứ niệm xứ là gì đó, thì nhất phải tới cái ngũ quyền kìa. Tức là ngũ quyền là cái mà giúp cho cái người đó không bỏ cuộc là sạch tiên trí giá, sạch tiên trí giá, tức là tính quyền đó, thì cái thằng đó đó nó mới giúp được. Cái thằng tính đó nó mới giúp được, chứ còn không thường thường đó thì mình chỉ tới tệ cuốn chiếu mà thôi. Bởi vì biết tệ thứ nhất là thấy danh, tệ thứ hai là thấy nhân duyên của danh sắc, tệ thứ ba là tệ quán chiếu. Nhưng mà đa số thiền giả đều gọi là tệ cuốn chiếu, thầy lúc đó là để đi về, chán quá đi về. Bởi vì cái tính nó không có năng lực, tính không có năng lực. Bởi vì tại lúc đó mình chỉ có tinh cần với niệm mà, chứ mình chưa có trí tuệ đâu. Nếu mà có thì lâu lâu nó nhán nhán nghe nó đưa tay nó chào rồi nó không đi mất trên đầu ở đây để cho mình sử dụng được đó. Thành ra đó lý do tại sao mà chiếu giả nói về theo tệ đó. Tới tệ thứ tư mà phần có năng lực á mới là chắc chắn, chứ mình tới tệ thứ tư phần đầu cũng chưa có, chưa chắc chắn. Tại vì cái quý bạch sanh u vật kia nó vẫn vô được như thường, nên là mình vẫn hiểu lầm như thường, chứ không phải là không hay làm. Ví dụ thấy ánh sáng, tại sao gọi là phiền não của mình sát, tại nó đưa tới sự hiểu lầm là mình chấp vô đó, là mình có hào quang này thấy nọ đó. Thành thêm vài bữa là tới tệ cuốn chiếu liền là vậy đó, trở thục lại là tệ cuốn chiếu là vậy đó. Thành bây giờ muốn cái đó là mình thứ nhất là phải học cho nó đàng hoàng, mình biết cái tứ chánh cần phải làm gì để cho khi mà nó thuần thục rồi đó, thì lúc mình nhìn vào cái thân thọ tâm hay pháp gì đó, mình chỉ cần nhìn vào đó, cái niệm nhìn vào đó thì cái tâm vẫn là thiện pháp được như thường. Bởi vì cái anh tứ chánh cần anh nó đè mấy cái thằng tào lao xuống hết rồi, thành thiện pháp. Mà cái niệm của mình mà nó, cái niệm với cái định á mà nó có năng lực rồi thì lúc đó trí tuệ mới phát sanh được. Mà mình đi tới đó mình cái niệm với cái định của mình trí tuệ không phát sanh là như không. Bởi vì thường đó mình mới hành tứ niệm xứ đó, cái thằng cha nào giỏi thứ thiệt á thì chỉ có năm chi mà thôi, nó nhớ năm chi mà thôi, nên năm chi nó a ta bị sống mà cha nô thà sa ti ma, tức ba chi, thêm hai chi nữa là gì, là định với định với tầm thì vậy, không phải định với tầm thì vậy. Thành ra đó những cái mà mình cần phải đi, bắt đầu đi từ đầu. Thành ra từ đầu thường thường là thiện ly trí, nhưng mà khi năm cái chi đó, cái chi định nó có năng lực cộng với cái chi niệm thì nó mới làm cho trí tuệ phát sanh. Thì lúc mình thấy đó, mình biết mình thấy cái đó, mình thấy như thế nào, dựa vào trà tổ lắc hà nã để coi cái sự thấy của mình là nó chính xác hay không, nó phải là thức tinh quá hay không, thì lúc đó mình mới biết là mình đã có tệ. Còn nếu mình thấy mà mình vẫn còn lơ mơ đó, thường thường đó là không có chính xác, không chính xác là chưa nghĩa là tệ, nó chưa có phát sanh hoặc là nó chưa có năng lực đó. Nhưng mà đọc trong bài kinh tứ niệm xứ có nhiều chuyện, nếu mình không có đọc cho kỹ, không có học chú giải cho kỹ, nhiều khi mình rất dễ hiểu lầm. Ví dụ như mình nói là 52 quyền đó, 22 quyền đó vẫn có thể là đối tượng của thiền minh sát được. Nói cái đó là nó không có chính xác, không có chắc. Bởi vì 22 quyền đó được sử dụng trong thiền tứ niệm xứ bao nhiêu loại, và nó là đối tượng được bao nhiêu loại. Thật sự không ai mà có thể có khả năng mà có đối tượng là hết cả 22 quyền đó. Bởi vì ba cái quyền cuối cùng nó thuộc về siêu thế, làm sao mình nói là đối tượng của thiền minh sát, quý vị thấy không? Mà nên mình phải học cho tới nơi cái đó, còn không rất là nguy hiểm. Nó mô bích thai dạ. Dạ, xà thấu, dạ, kính trường thượng tọa Quý Tông. Dạ, quý vị dân bông cúng dường thượng tọa Quý Tông quý vị. À, rất là xà thấu. À, nhưng mà giờ con sẵn cái vấn đề này, con thấy cái trường hợp như vậy. Dạ, ví dụ giờ mà mình quan sát về hơi thở, giờ mình lấy cái đối tượng nó thuộc về pháp chân đế, tức là mình quan sát về cái sự mà
chuyển động hơi thở là gió, là xúc chạm là đất, rồi cái những cái về cái là tứ đại đồng sanh chung đó. Bây giờ mình quan sát cái đó là mình quan sát cái pháp chân đế. Mà chân pháp chân đế thì người ta thường nói là pháp chân đế là cảnh của đại. Thì giờ nó là cảnh của trí tuệ, thì giờ mình quan sát cái cảnh của trí tuệ như vậy thì tâm thiện hợp tí nó phát sanh. Thì như vậy có được hay không chứ? Tức là mình dùng đi thẳng vào vấn đề, mình nhìn thẳng vào cái chân pháp, thì như vậy mình có phát sanh được cái tâm thiện hợp trí không ạ? Dạ, con cũng thỉnh chưa. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình nói nó chân định, nhưng mà cái đó vẫn là chế định chứ không phải là chân đế. Khi nào mình nói mình thấy cái đối tượng là chân thiệt đó là mình không thể diễn tả nó là cái gì. Đó. Bây giờ mình nói là bà tha quy, mình dịch là đất. Cái bà tha quy là đất đó đó, nó có nhiều chuyện để nói lắm. Mà bà tha quy là đạo đất chân đế nó khác, mà đất tục đế nó khác, nó bao nhiêu chuyện là chứ không phải dễ. Mà khi mà mình nhìn thấy thấy được được thực tính pháp rồi là mình không thể nói ra lời được cái đó là cái gì. Thành ra đa số mình nhìn, mình nhìn rồi cái mình dùng cái ngôn ngữ đời thường của mình để mình trình về pháp trong thiền sư, đang thiền sư nhiều khi cũng hiểu lầm, mình không biết cái đó là cái gì nữa chứ không phải không, đâu phải dễ đâu. Đó. Mình có cái đặc tánh của tứ đế tứ 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 đại nó như thế nào là biết liền, nó khó hay không ấy. Hồi cứng rồi mềm, cứng rồi cứng sao mềm, mềm sao gọi là phải không? Đó. Thành ra thường thường đấy có những cái đề mục đó mà nó hành cái thiền chỉ thiền minh sát được, nhất là đề mục điểm thanh đó. Cái nào hành thiền chỉ thiền minh sát. Dựa vào cái lời mà Đức Phật bắt mấy ông sư học đó và phải hành đó, là vô đầu khi mà tụng tinh ngôn xong để tới thành ông sư thì ông sư phải làm gì? Học 8 điều, tức là 4 điều được phép làm và 4 điều không được phép làm. Đó là pháp học. Qua pháp hành là gì? Là ông thầy dạy liền cái ông mới tu đó là kê xả lô ma nó khả thành tà tại chỗ liền. Phải dạy lê kê xả lô ma, bởi vì nhiều khi ông thầy ông không biết thằng trò mình thuộc loại nào, đang ở đâu. Nhân tâm nhân gì ông không có biết. Thành ra mới cho cái đục đó. Thành ra thì khi mà giải thích là cây xả là như thế nào ông giải thích đó. Thì cái ông này ông vô ông theo lời ông thầy dạy là ông niệm cây xả, mới quan sát là tóc là như vậy, vậy ông xong vậy đó. Thành ra khi mà một trong những cái triệu chứng nó phát sanh thì mới biết được là mình thấy được cái gì. Triệu chứng mà hai cái triệu chứng phát mà có thể nói ra đó là thuộc về thiền chỉ. Thứ nhất đó là màu, tức là nó là biến xứ. Cái thứ hai là nó là vật bất mỹ, tức mình thấy đáng nhầm gốm là vật bất mỹ. Thì hai cái đó là cái đó nó là đủ thiền chỉ chứ không thể gọi là thiền minh sát được đó. Mà khi mà mình thấy cái trạng thái của nó đó, mình thường thường hay dịch là trạng thái cứng hay mềm đó. Nhưng mà lúc đó mình nói cứng hay mềm là nói đó, mình dùng cái ngôn từ ngoài đời mình nói. Mà cái đó là chế định pháp chứ không phải là chân đế pháp. Bởi cái gì thấy chỉ có mình cái gì đâu biết thôi. Làm sao mà cái gì khác được. Và làm sao cái gì mềm, thế nào là mềm, thế nào là cứng. Quý vị cứ nghĩ vậy đi. Thấy không? Đó. Thành ra nó có những cái chuyện nó rất là nhiều khê. Thành ra ví dụ mình gặp thiền sư thứ thiệt, cái đó mình chỉ cần nói sơ sơ thì không biết, chứ không cần phải diễn tả, bởi diễn tả nhiều khi mình đi sai rất là xa. Chứ không phải được nói trình pháp là nhiều khi mấy thiền sư thứ thiệt mà ông khó khăn á, vô trình pháp không tới 3 câu là ông đuổi ra rồi. Chứ không phải ngồi mà thở dài than ngắn từ sáng tới để cho ông thiền sư ông nghe mình thấy cái gì tê chỗ nào. Đi này thì nó không có đâu. Hỏi cái nó cái chánh của mình à, con cái trí tuệ cái chỗ đó nó nhận thức cái gì thôi, chứ không phải là hỏi thôi lui đâu. Đó nên nó khó chỗ đó. Anh đạo mình nói là mình thấy thực tính, nếu mà thấy thực tính thật sự mà thấy đó thì cái đó là trí tuệ thấy, chứ không phải làm cái khác thấy không được, kiểu thế đại mới vào sâu tới đó mà thôi. Đó. Chứ nó không phải dễ dàng giống mình ngồi mình nghĩ là vài bữa nó thấy là thở ra vô thở ra là thấy này thấy nọ không. Cái đó thì chúng tôi không dám bàn, bởi vì thiệt chúng tôi thí dụ nam mô bổn sư.
Sa thứ sáu là kính rơi người lỗi lòng à, cái này bộ gay go chứ hành tinh cũng khó ăn chứ khó lắm à, như lãi sư nói về vấn đề tóc lông móng răng da thì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật cũng có dạy về vấn đề này, là niệm về tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mủ ruột non ruột già vân 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 về những cái chất bất tịnh. Thì theo con thấy vấn đề này hình như mình tưởng tượng nhiều hơn là mình thấy thật luôn à, như bây giờ bên trong tóc lông móng răng da ruột non ruột già phèo phổi cái đó mình sao mình thấy mình quán thôi à, đó chỉ mình dùng cái tưởng thôi à, và giờ nhiều người như người nữ người ta nói tóc ta dài như suối tóc tóc ta đẹp nhưng mà mình nói là bất tịnh mình tưởng tượng nó không đúng sự thật hay sao thì con cùng thỉnh sư quan hệ vấn đề mà mình dùng có phải dùng tưởng như vậy thì nó có niệm xứ mà dạ con thưa Nam mô Bích Thà gia kinh bạch chư tôn ngày dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra mình dùng tưởng mình khó không thấy gì hết đâu đừng ấy, sở dĩ mà vào thời Đức Phật có những cái đó là tại vì người ta ở gần mấy cái nhà xác thì người ta đi vô thì nhìn rõ ràng nó bụng nó lôi ra, nhưng mà thời xưa họ dạng với chúng tôi nhìn gần đây chúng tôi không dám đi quán gì xác chết nữa thưa thì sẽ cũng lôi vô ông thiền sư cũng chỉ mấy thiền sinh đi ra dồn vô khỏi thôi bye bye luôn cái đừng có nói ruột ruột non ruột dài vậy đó thấy là khủng khiếp rồi chứ đừng đó. Thành nó dựa vào cá tánh chứ còn nói bình yên biểu xuống nhà xác coi xuống vừa bước vô thấy nhân răng mình tưởng là nó cười cười nhưng mình đủ chờ đó phải không đó. Chứ không phải dễ đâu phải phải dựa theo cá tánh nhưng phải vô là một đề mục từ từ đi vô cái biểu làm này vậy cái đó là đi chơi cho vui chứ không có thiền gì được đâu đó. Vô thiền sư là một số cái làm gì để ông nhận về là ai ở đâu đánh như thế nào cũng đón vậy thôi bởi vì cá tánh người nó có nhiều nhiều loại chứ không phải là một loại cái gì từ đồ, tham sân tầm thì ấy nơi kia là mọi, nó tùy theo cái điều kiện cái mình để nó phát sinh cái lúc đó mình có cá tánh tầm hay là có cá tánh tham hay có tánh si mình nhớ chuyện đó mình dựa vào cái điện trong thanh tịnh đạo nói rất là rõ ràng nó có bao nhiêu chuyện để coi người đó cá tánh gì nói rõ ràng rồi đó. Nên mình phải hỏi cái đó để mình tự biết mình thuộc loại những loại nào trong lúc nào là loại nào. Thành ra thường là tại sao mà người ta làm thiền tương xứng ta có thể làm bữa nay ông thiền xứng bằng cái này nhưng ngày mai ông không không cho làm đó mà ông làm cái khác. Để cái pháp mình không có tiến bộ. Bữa nay có thể thành trong những pháp gì niệm thân nhưng ngày mai chưa chắc. Khi mà lên trình pháp rồi đó ông thiền sư cũng đổi là ông chừng cũng đổ ra qua quan tâm quán gì ra tiền đó, đó là tiền theo ông thấy cái điều mà mình kể ra cho ông nghe mình gọi là trình pháp đó chứ đâu phải dễ đâu còn từ sau chiều từ lúc bước lúc vô cho tới mấy tuần sau đi ra mà con chỉ có một đối tượng là thôi bảo đảm cái gì khỏi hành luôn nói không nó rồi nó dễ đâu tiếng mình nói nó dễ thôi chứ mình nhớ Đức Phật mà mỗi lần Ngài muốn đi thuyết cho ai nghe đó, Ngài phải dùng cái dũng trí, Ngài quét cái da người đó đó, nó có nghe rồi, nó có thể có hiểu được hay là nó có thể nó làm không. Bởi không bao giờ nói lời vô ích cả. Mà đâu phải dễ mấy cái là thứ thiệt không á, chứ không phải dễ đâu, là nó nghe mới biết được. Giống như Ngài Sở Diệu Tạng, Ngài nghe xong, Ngài thấy liền, còn mình nghe xong á, bài kinh chuyển pháp luân nào nó thật sự chứ huynh thông tin đi hỏi mấy ông sư mà thất thập cổ lại Mỹ giống như chúng tôi cái tục bài kinh nó trên dưới ngàn lần mà có đâu thấy không ra pháp ghê lắm nó vì thế nó không chứ quả như mình cái vô và vậy làm vậy làm vậy đi làm vậy nó không có làm vậy mình phải học thứ nhất phải biết số về liên quan quan thực thế nó thiếu liên quan đến liên quan tới trà tụ lắc hà nã nhân gần nhân xa nó như thế nào à, nó mình biết được là cái mình quan sát cái đó nó có trúng hay không trúng chứ không phải là không đó. Bởi vì nó trúng mà mình, thì mình nhìn vô cái nhân mình thấy nó không có đúng thì mình biết là mình có thể hiểu sai chỗ đó mình phải trình pháp lại chứ đâu phải dễ đâu huynh à, Nam mô Bích Thà giá
Sa thứ sa thứ dạ, kính trên thượng tọa lưu tâm không đơn giản chút nào à, thì để trở lại cái vấn đề mà như sư nói về vấn đề mình khó mà đưa tới cái trạng thái mà phát sanh được trí tuệ à, thì bây giờ mình niệm hơi thở không hỏi về giờ về cái cảm thọ thì mình cũng có thể được cái điều cảm thọ nó là một pháp chân đế hay mình thấy thọ là thọ khổ phát sanh đau nhất phát sanh thì khi mà thọ khổ nó sanh thì mình quán cái trạng thái thọ đó thì là mình bắt pháp chân đế quán luôn mình tác ý mình quán cái sự sanh diệt của cảm thọ đó. Thì như vậy có phải là mình đang sử dụng về cái tâm thiện hợp trí không ạ à? Có phải mình đang sử dụng trí tuệ đúng cái thời điểm đó không ạ à? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Kính thưa quý vị đó, mình nói thì nó cái đó nó chính xác, nó không gì sai đó, nhưng mà mình là không được với cái tâm nó sinh diệt vậy mà mỗi lần mình có cảm giác gì một cái là mình hay đặt tên chứ không có gì đó, ông đặt tên nó đi con đường khác rồi chứ làm sao mình thấy như vậy được không? Bởi vì mình nó quán thọ đi nên nhớ tâm nó sinh diệt như vậy đó, thì dòng một cái búng tay mình đó nó có thể qua ba bốn cái thọ lần chứ một loại thọ, nên nhớ ba bốn loại thọ đó. Thì bây giờ là mình cứ hay đặt tên à, khổ cho đó. Nhất chút nhất. cái lúc nhất cái chỗ đó, đó là cái khổ nó cái thọ nó có năng lực rồi, còn mấy cái thọ khác mình bỏ quá nhiều, thành ra những niệm cái niệm nào mà thuộc về giáp cái vị đó phải thứ thiệt mới được, chứ còn nếu không thứ thiệt khó mà đụng tới lắm đó. Thành ra thường thường tại sao mà tay vô cho những cái mà nó tương đối là nó cho mình dễ quán, cho mình dễ làm, ví dụ như hơi thở hay là kê xả lô ma hay là dở bước đạp đá gì chùm, là tại sao? Tại cái đó mình dễ nhận dạng cái chuyển động của nó hơn, mình dễ thấy cái gì hơn hơn là mình phải vô là tâm có tham hay là thọ khổ biết khổ gì kiếm dụng tiên tiêu quên cái đó để cho người thử thiệt của mình thí dụ mình phải biết cái khả năng mình đấy, chứ còn nói qua nó mà thấy dễ thấy thanh diệt nó không phải nói chứ đâu phải dễ đâu quên mình thấy không mình cứ nghĩ đi tâm nó sanh diệt giống như dòng nước chảy, mình nhìn dòng nước mình còn chưa còn sợ khi thấy còn rõ hơn là cái thọ của mình nó sanh diệt hay cái tâm mình đó. Cái tâm có tham, mình vừa mới thấy tham nó qua tới bao nhiêu cái loại sân si trong đó rồi chứ đâu phải nó dễ đâu à, nó mô thầy á à sao thứ cái đừng là tâm, nhưng mà có cái trường hợp nào mà mình bắt được không sư? Thì như giờ cảm thọ nó vừa sanh cái mình thấy liền đó à, thì cái điều đó theo con nghĩ cũng có thể có chứ, mình có cái sự nhạy bén của mình, mặc dù mình phàm phu nhưng mình vẫn có thể được cái trạng thái mà ngay tức thì lúc đó trong một tức tắc như vậy, thì khi mình bắt được như vậy có phải là mình đã thấy được pháp, mình đã nhận chân ra được cái sự vô thường không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra mình thấy chứ không phải là không thấy, nhưng mà thứ nhất là nhanh, thứ hai là mình hay đặt tên, thành ra cái thấy của mình đó, nó thành chế định pháp hồi nào mình không hay chứ không phải là không, bởi vì người ta dựa vào đó để người ta đặt ra những cái chế định. Thế còn nếu mà huynh thấy thiệt thì huynh bảo đảm huynh cái thiệt rồi đó, chắc chắn là huynh không biết nó là cái gì chứ không phải không đâu. Có thể mình học giỏi về di pháp nhưng mà không biết nó là gì, bởi cái sự liên tục danh sắc đó, nó nhanh lắm. Thành ra lâu lâu mình mới thấy được một chút thôi, bởi vì nhán, ví dụ mình nói về dễ hiểu nè, ví dụ mình nói về dễ hiểu, mình quan sát cái sắc đi cho nó dễ đi, sắc gì cũng được, tại sắc này nó thành ra khi mình nhán, mình thấy lúc nào, thí dụ về dễ hiểu thấy lúc nào, khi nào nó đồng sanh với cái những cái lộ trình tâm mà mình quan sát là mình thấy. Nhưng mà nếu mà không đồng sanh đồng diệt cùng cái lộ nền tâm mà mình đang quan sát thì mình rất là khó thấy, có thể nói là không thấy được. Bởi vì giống như là mình vẽ một cái đường dài đó, mà đôi khi đó, nếu mà mình chấm từng chấm đó, thì mình mới biết nó là cái gì, chứ còn mình vẽ đường dài
thể lộ trình tâm mình nó làm thành đường dài. Nếu mình không có kinh nghiệm về những cái pháp mà cách quán về về thiền tứ niệm xứ thì mình thường thường mình thấy đường dài, rồi thời gian sau cái mình thấy nó từng gạch, cho tới khi nào cái tâm mình nó nhạy rồi đó, trí tuệ phát sanh thì mình thấy từng chấm, thì lúc đó mới gọi là thấy. Nếu còn bây giờ là mình thấy nguyên đường chứ mình không thấy được từng gạch đâu. Rồi mai mốt thời gian sau cái tâm mình nó mạnh phải làm đi liên tục, người ta vô ở trường thiền nhiều khi có mấy năm người ta mới thấy được, còn mình vô năm ba tuần mình ra thì khó lắm. Nghe lời nói trắng là mình vô mình quán thầy biểu gì mình uống cái chai này mình thấy từng từng đoạn đường dài đó. Nhưng mà khi mình quán nhanh mình theo kịp cái những cái điều kiện nào về thiền đó thì mình sẽ thấy từng gạch gạch rồi đứt khúc gạch gạch gạch, gạch vậy đó. Nhưng cho tới khi nào mà thực sự thấy là mình thấy từng chấm nhưng mà không thấy từng gạch, bởi vì mỗi lộ trình tâm nó phát sinh nó nhận dạng từng chấm mà thôi, chứ thế nào cả con đường rồi đó. Mình nhìn con đường thấy con đường nó dài, mình tưởng mình thấy lận con đường chứ không phải, hàng ngàn ngàn tỷ cái lộ trình tâm đó đó. Cho nên khi nào mà nó trùng hợp với những cái điều kiện như chúng ta nói đó thì mình mới thực sự mình thấy, bởi vì lúc đó là nó đứt khúc hay là nó là từng chấm. Còn nếu mà nó sanh diệt không có đồng nghĩa gì sắc người bảy sanh na, còn tâm có từng sanh na gì đó ít, nếu mà cái tâm mình nó đủ mạnh á, tại sao mình khó thấy, là tại giữa hai lộ trình tâm là hàng ngàn ngàn tỷ cái sát na của phá quăng rồi của hữu phận á, thì khi mà cái năng lực tâm của mình, cái sự quan sát nó mạnh này đó, thì cái khoảng cách giữa lộ này là nó ít cái hữu phận, thì lúc đó mình sẽ thấy nó từng gạch chứ nó không còn từng đường nữa. Mà lúc mà nó không mạnh đủ năng lực để thấy từng chấm, lúc đó mình mới có hy vọng gọi là thấy, thấy thứ thiệt, thấy là thực kinh phá thiệt được đó. Chúng tôi thí dụ vậy đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xa thấu. Dạ, kính thưa trường thầy Lễ Tông. Dạ, bây giờ trường hợp mà giờ tự thân mình tu, mình chứng nghiệm, mình khó thấy, thì bây giờ mình dùng đồ nghề mình sử dụng được. À, chẳng hạn như về khoa học người ta dùng cái kiến mà có thể người ta thấy được hạt nhân nguyên tử, thấy được cái sự chuyển động của cái hạt nhân nguyên tử đó, thấy được cái sanh diệt của nó, thì giờ mình dùng cái đó để mình quán, để mình thấy được cái thực tính pháp của nó. Như vậy thì điều này có thể giúp cho mình thấy được cái pháp chân đế một cách rõ ràng thôi. Dạ, con cũng tỉnh xưa. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Một cái hạt mà của nguyên tử đó nó nhỏ thế như vậy đó, nhưng nó vẫn có 8 cái sắc trong đó, thì quý vị thấy mình thấy cái gì? Phải không? Hồi xưa với ảnh không học gì pháp mà ảnh nói cái đó là nhỏ nhất rồi đó, neutron proton gì đó nhỏ nhất. Bây giờ là nó là nghĩ khác rồi, chứ nó không giống vậy đâu. Thành ra mình nhìn những cái nào mà nó tương đối nó thô thiển trước đi, rồi khi mình thấy rồi đó thì những cái đặc tính khác nó có thể thấy được, nhưng mà thấy theo cái chiều hướng của cái mình đã thấy. Chứ còn bây giờ mình vô mình lựa những cái mà như vậy danh đi, mình nói tâm có tham biết có tham rất là khó, nói nó dễ nhưng mà khó, bởi nó sinh diện nhanh như vậy đó. Nhiều khi nó diệt cái buổi sau mình mới biết tâm mình có tham chứ rồi, nó mới diệt lúc đó mình biết ha. Nó như vậy đó. Nên thành ra thường là mình hay quán về những về sắc pháp nhiều hơn là vậy đó, để cho thấy, để có kinh nghiệm trong cái sự quan sát, người sau này mới đi từ từ tới. Chứ còn mới vô là nó ngon là quán thọ này kia, bảo đảm cái gì gì nào đi quán thọ về kể về nghe cho vui. Thì chúng tôi thấy là ít có khả năng lắm, mới có khả năng để thấy được cái thực tính pháp đó. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, xa thấu. Dạ, kính thưa thầy Lễ Tông. Nhưng mà sao con thấy dạ, sau này có những cái trường thiền chuyên môn về niệm thọ, bỏ qua cái niệm thân, người nói niệm thọ thấy được danh pháp. Thì như vậy khi ta đưa về niệm thọ thì bắt đầu ta luyện, thì nhiều người ta cũng có được những kết quả rất khả quan, người ta quốc rất quan thấy được những cái cảm thọ sanh diệt như thế nào, họ khổ họ lạc sao, họ thấy như chân như thật như vậy, thì cái điều này nó có thật không, hay người ta cũng đang cái kiểu mà mơ mơ màng màng là con cũng tỉnh chưa.
Nam mô Bụt Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, xin thưa với quý vị cho những người mà hành thiền thiền chỉ đó, khi mà ục á ta nghĩa là cái bạch thì phà cái niệm nó phát sanh, tức là nó gọi là cái bà đi cầm mà sao mà thấy là thấy thấy nó nghe là chắc định đó, mà người ta đã bỏ nó vô rừng, người ta trốn rồi, người ta không dám đi ra ngoài khoe đâu. Mà bây giờ họ có thấy đài khoe kia, xin thưa quý vị đó, nó chơi vui chứ nó thiệt, chúng tôi không có tin. Nghe là cái mà thô thiển là mình gọi là thiền chỉ đó, khi bắt đầu với bà Tifa cái niệm biết thôi, tức là mới được cận định thôi chứ chưa được định nữa đó. Mà người ta đã phải bỏ trốn vô rừng để tránh một số cái tiện mà nó làm cho mấy cái đó mất đi. Chứ còn này vô niệm ra khoe thấy này thấy nọ thì bảo đảm nó chơi cho vui, cho nó thiệt là cá nhân tôi không tin. Nhất cái thứ hai nữa là một đối tượng nào cũng có thể nằm trong cả bốn cái foundation đó, đó, tức là một chuyện có thể nhìn quán thân cũng được, quán thọ cũng được, quán tâm được, quán pháp cũng được, chứ không phải là chỉ thọ không mà thôi, hay là chỉ quán tâm không mà thôi. Nói cái đó là không có sách vở nào dạy, cũng chẳng có thiền sư nào dạy đó, ngoài trừ một số người ta đặt ra, chúng tôi không biết cái người mà làm cái đó là họ có theo thầy của ai không, mà chúng tôi không có bàn. Mà chắc chắn bởi vì cái tứ niệm xứ là nó phải có một cái đối tượng nào nó phát sanh trong mà mình thấy được nó đều nằm có thể quán cả một trong bốn cái đất, hoặc là quán cả bốn cũng được, liền tới lui rồi. Chứ đâu phải bắt buộc là phải quán cái đó là thọ không đâu, phải không? Mà cái thọ nó không phải nói với tâm sinh diệt một bốn một cái một ngàn tỷ sanh na mà có thọ gì thì đó, hỏi qua là thọ gì chúng tôi cũng không có tìm hiểu về cái vụ đó, nên chúng tôi không biết. Thành ra còn cái chuyện hỏi tin không thì chúng tôi không có tin. Nam mô Bụt Thà vậy. Dạ, xa thôi. Dạ, kính chào chúng tôi. Dạ, như theo như vấn đề này thì như sư nói là một cái ngàn tỷ sắc na tâm nó sẽ liền, nhưng mà hầu đó là ngàn tỷ, nhưng mà mỗi một sắc na tâm đều có cảm thọ, đúng không sư? Nó đều có cảm thọ sanh chung. Thì như vậy cái sắc na tâm cuối cùng thì mình cũng có thể bắt được cái cảm thọ của cái đó, thì như vậy có phải là mình đã thấy được cái cảm thọ của cái pháp chân đế của nằm trong cái tâm đó không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình thấy là thấy cái gì đó là thấy cái gì thường thường đó, ta quán nghe mấy người còn số người kinh nghiệm, ta nói quán thân thọ lạc là quán cái cảm xúc của thân, mà nó cũng vậy chứ nói cái đó là chính xác theo cái chúng tôi học là như thế nào, bởi vì cái lỗ mà thân thức nó phát sinh có một lỗ thôi, rồi nó xuống một cái lộ thứ hai, là nếu huynh học cái đó rồi huynh thấy đó, nghe cái lộ thân thức nó qua rồi bao nhiêu sát na hữu phần là nó xuống cái lộ, nó gọi là a ti tặc khả ná quy thị, nó nhận cái điểm đó rồi khi nó trở lại cái lộ của thân thức một lộ nữa. Rồi nó xuống cái lộ à thì tật khả não thể, nó xuống thêm một lộ nữa gọi là sợ mô hoặc khả não thể, tức là nó biết hai điểm, cái sợ mô hoặc khả não thể nó biết hai điểm, nhưng mà nhiều cái rồi cái lộ thứ ba của đó là gì, à thật khả não thể hoặc là na mắt khả não thể, tức là xuống à thật khả não thể là nó đã chứ làm sao mà không thành chứ định được hoặc định rồi đó. Thành ra cái người đó muốn quán cái đó là qua những cái lộ ngủ là không có cho nó qua nhiều, mà làm sao mình điều khiển nó không cho nó qua nhiều được đó, mình cứ nghĩ vậy đi. Vừa thích thấy rõ ràng là có những cái mà không thể xảy ra được là như vậy đó. Nam mô Bụt Thà gia. Dạ, xa thứ dạ, kính thưa thượng tọa Đức Tông. Dạ, để trở về cái vấn đề mà tứ niệm xứ thì con được biết, nghe một số vị người ta nói rằng khi mà một người mà trên cõi vô sắc, nếu là phàm nhân ở cõi vô sắc thì không thể nào mà hành tứ niệm xứ được, không thể nào mà chứng đắc được đạo quả cõi đó,
thì tại sao vậy? Thì trên đó cũng là có danh, cũng có thể được về thọ, về 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 tâm, về pháp được, nhưng tại sao không thể quán được trên cõi vô sắc để mà chứng đắc đạo quả ngay trên đó, mà chỉ có những bậc thánh trên đó là có thể tu tiến? Là con cùng thỉnh sư Quan Nghĩa giải thích cho mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, những nguyên nhân là không thể làm được là tại sổ đa và tiêm đá nương vào hoạch thái giáo quá thụ 100%. Cái người không có hạch tại giáo thụ thì cái sổ ra và tiệm mất không thể phát sanh được. Chứ đừng có nói là quán sắc quán gì đó. Anh có quán cái gì nữa mà nếu rồi thì cái sổ ra tiệm mất không thể phát sanh thì làm sao anh có thể cái mắt khác phát sanh được. Vô coi cái trong chương cái chương quá thụ cho ta thấy. Dạ. À, sao đó, dạ, kính chân đừng tạo lưu. Quý vị có câu hỏi nào chắc lên nha. Đấy, thôi chúng ta cầm mic hoài cũng kỳ. À, có ai có câu hỏi nào không? Xin mời đưa lên đi. Alo, không ai hỏi không? Hỏi tiếp ạ. À, thì theo như sư nói là trên đó là không thể nào chứng đắc được đạo quả, nhưng mà có vị người ta cho rằng những bậc thánh trên đó, đó khi mà bậc sơ tới tam quả thì khi mà chưa chứng đắc được giải thoát thì những người đó mà sau khi tử thì không có sanh xuống trở lại cõi dục hoặc là cõi khác, mà phải sanh lại cõi đó, cõi vô sắc từ bằng hoặc cao hơn. Thì tại sao vậy chứ? Thì vẫn có thể sanh xuống cõi dục được, chứ tại sao sanh không được? Thì nguyên nhân nào mà cản trở cái vấn đề đó? Dạ, con cũng phải xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra mấy cái gì mà ta sanh lên đó rồi đó, ta ít có thể có khác, tại vì cái thiền họ không có bị gì. Được cái năng lực của thiền mà